Trong một ngôi làng yên bình thuộc xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một bi kịch gia đình đã làm rúng động cả cộng đồng khi một người con trở về nhà lòng lo lắng vì không thể liên lạc với mẹ mình. Cậu đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: người cha mà cậu từng tin tưởng đã nhẫn tâm sát hại vợ rồi cố che giấu tội ác bằng cách nhấn chìm mọi dấu vết dưới dòng sông chảy. Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xuống tay với vợ rồi mang thi thể ném xuống sông phi tang. Vụ án mạng kinh hoàng tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã gây chấn động cả vùng quê yên bình. Một bi kịch gia đình đã xảy ra khi một người chồng nhẫn tâm sát hại người vợ của mình, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình và cộng đồng. Dưới ánh sáng của sự thật tàn khốc, những điều tưởng chừng như không thể lại trở thành hiện thực. Vụ việc bắt đầu vào tháng 8 năm 2024, khi A, một sinh viên đang học tại Đại học Hà Nội, không thể liên lạc với mẹ mình. Bà Giàng TT, sinh năm 1983, trú tại thôn Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn. Mỗi cuộc gọi đều không có hồi đáp. Điều này khiến A lo lắng khôn nguôi. Ngày qua ngày, từ mùng 2 tháng 8 đến mùng 9 tháng 8, lòng A như lửa đốt, không biết mẹ mình đang ở đâu và tại sao không thể liên lạc. Ngày 10 tháng 8, sau nhiều ngày không thể chịu đựng được sự lo lắng, A quyết định trở về nhà. Khi bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, nơi mà bao kỷ niệm, hạnh phúc của gia đình đã được xây đắp, A đã hỏi bố, Vũ Văn Tâm về tung tích của mẹ. Câu trả lời nhận được lại càng khiến A thêm hoang mang. Tâm nói rằng bà T đã bỏ nhà đi, để lại một bức thư tay. Tâm đưa bức thư cho A. Nhưng ngay khi nhìn thấy nét chữ, A cảm nhận được điều gì đó không đúng, chữ viết không giống của mẹ. Nét chữ lạ lẫm và thiếu đi sự thân thuộc mà A đã quen thuộc từ bé. A ngày càng nghi ngờ hơn khi Tâm chỉ trả lời qua loa, tránh né những câu hỏi của A. Vào thời điểm đó, A biết rằng có điều gì đó kinh hoàng đã xảy ra. Một linh cảm mạnh mẽ, cùng với những chi tiết không hợp lý, khiến A quyết định tìm đến sự giúp đỡ của công an xã Nậm Mòn. Cơ quan công an huyện Bắc Hà nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Vũ Văn Tâm để điều tra. Trước sự áp lực của cuộc điều tra và biết rằng không thể che giấu được sự thật, Tâm đã thú nhận tội ác kinh hoàng mà mình đã gây ra. Vào tối ngày 2 tháng 8, giữa hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã. Trong lúc nóng giận, Tâm đã dùng vật cứng tấn công vợ mình, khiến bà T bị thương nặng. Những giây phút đó đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của Tâm và gia đình. Sáng sớm ngày 3 tháng 8, khi nhận thấy bà T đã qua đời, Tâm đã đưa ra một quyết định đầy tội lỗi. Trong nỗi hoảng loạn và sự tuyệt vọng, anh đã chở thi thể của vợ đến cầu Bảo Nhai rồi vứt xuống sông chảy, như thể hy vọng dòng nước cuốn đi mọi dấu vết của tội ác. Sau đó Tâm trở về nhà, cố gắng tiếp tục cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra và tìm kiếm. Sáng ngày 14 tháng 8, lực lượng công an đã phối hợp dừng lại hiện trường tại nhà của nạn nhân nhằm tái hiện lại những gì đã xảy ra và thu thập thêm chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, việc tìm kiếm thi thể của bà T trên sông chảy cũng được tiến hành một cách gấp rút. Cuộc sống của gia đình Vũ Văn Tâm và bà Giàng TT trước đây có lẽ là một bức tranh bình dị như bao gia đình khác ở vùng quê này. Họ đã kết hôn từ lâu, chung sống cùng nhau và có với nhau ba người con. Nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau và sự tiếc nuối. Những đứa trẻ mất đi người mẹ yêu dấu và người cha giờ đây sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý và gánh nặng tội lỗi suốt phần đời còn lại. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những hệ lụy khủng khiếp của bạo lực gia đình. Một giây phút mất kiểm soát có thể dẫn đến những hành động không thể cứu vãn, gây ra nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình và xã hội. Khi dòng sông chảy tiếp tục cuốn trôi, không ai có thể xóa nhòa những dấu vết của một bi kịch gia đình đã để lại. Cuộc sống có thể tiếp diễn, nhưng những vết thương này sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim của những người ở lại. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là một câu chuyện đau lòng về sự đổ vỡ của một gia đình. Về những hậu quả bi thảm mà bạo lực và sự thiếu kiềm chế có thể gây ra với những ai đang chứng kiến, đây là một bài học quá đau xót, nhắc nhở rằng bạo lực không bao giờ là giải pháp mà chỉ mang đến sự hủy diệt và đổ vỡ.
Buổi sáng ngày 25 tháng 1, sự yên bình của xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ gia đình bà Trương Thị Thờ, khiến người dân địa phương vội vã chạy đến kiểm tra. Điều họ phát hiện tại hiện trường vụ án là cảnh tượng đau lòng. Bà Thờ cùng con gái, chị Thái Thị Tê đã tử vong trong khi chồng bà Thờ bị thương nặng. Nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, ông Ngô Văn Tuấn cũng đã xác nhận vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Đáng chú ý trong vụ việc này là nghi phạm Hoàng Văn L, sinh năm 1979, con rể của bà Thờ, người mới mãn hạn tù về tội cướp tài sản. Gia đình có hai người con trai đang làm việc ở nước ngoài. Và điểm đáng chú ý là thời gian gần đây giữa vợ chồng L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đến mức vợ nghi phạm đã quyết định bỏ về nhà ngoại sinh sống, một dấu hiệu cho thấy mức độ căng thẳng và bất hòa trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng chị L. Liệu những xung đột gia đình cùng với việc mới ra tù của L có phải là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này hay không? Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, nhưng không thể phủ nhận rằng sự kết hợp của những mâu thuẫn gia đình sâu sắc và quá khứ phạm tội của nghi phạm có thể đã tạo nên một bức tranh đầy rối ren và tối tăm, dẫn đến hậu quả đau lòng này. Theo các chuyên gia tội phạm, sự kết thúc bi thảm của nghi phạm HVL trong vụ án mạng tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vào chiều ngày 25 tháng 1 đã để lại nhiều suy ngẫm và bài học sâu sắc. Việc nghi phạm tự hủy hoại bản thân ở khu vực rừng thông sau khi gây ra cái chết cho hai người và làm một người trong gia đình nhà vợ bị thương nặng phản ánh một tâm lý cùng quẫn và tuyệt vọng sâu sắc của nghi phạm. Việc nghi phạm HVL thực hiện hành vi thủ ác và sau đó tự kết thúc cuộc sống của mình có thể do nhận thức rõ ràng rằng không còn cách nào để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sự cùng quẫn trong tâm lý của nghi phạm có thể phản ánh một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm khi mâu thuẫn gia đình không được giải quyết một cách thấu triệt. Tuy nhiên, việc tự hủy hoại bản thân không phải là giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc giải tỏa tâm lý và căng thẳng một cách lành mạnh, cũng như tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý và pháp lý khi đối mặt với tình huống khó khăn. Hơn nữa, sự việc này cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của xã hội trong việc phát hiện và hỗ trợ những cá nhân đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc pháp lý nhằm ngăn chặn những hậu quả đau lòng như trường hợp này. Vụ án đau lòng ở Cà Mau đã hé lộ nhiều chi tiết về nạn nhân cũng như nguồn cơn của hành động tày trời mà kẻ thủ ác ôm trong lòng. Và mới đây nhất, thông tin về nạn nhân nữ, vợ hờ của hung thủ Bùi Vũ Khoa đã khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc. Liên quan đến vụ án trên, một người dân sống gần nhà nạn nhân cho hay, vợ chồng ông PVS, tên viết tắt 69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, là người hiền lành, đối xử rất tử tế với hàng xóm, nhưng sống khép kín. Con gái ông S là PLK, tên viết tắt 38 tuổi, có một đời chồng và hai người con, nhưng đã ly hôn. Sau đó, K và nghi phạm quen biết rồi sống như vợ chồng gần một năm qua. Người phụ nữ này đang mang thai, còn khoảng một tháng nữa thì sinh, một người dân chia sẻ. Được biết, vụ việc xảy ra ở Cà Mau khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12 năm 2023. Con gái người bị hại từ thành phố Cà Mau về thăm cha mẹ. Đến nơi, người này phát hiện mùi hôi thối phát ra từ trong nhà. Linh tính chuyện chẳng lành, cô này thông báo với chính quyền địa phương và nhờ hàng xóm phá cửa vào kiểm tra. Người dân đã qua kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả gia đình đã tử vong. Đáng chú ý, một thai phụ là con gái vợ chồng gia chủ cũng đã tử vong trong nhà. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng tiến hành điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Các nạn nhân là ông PVS, 69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, vợ là bà TTP, 68 tuổi và con gái là PLK, 38 tuổi, đang mang thai. Ông Dương Văn Luân, ngụ ấp Láng Cùng cho biết, sau khi được con gái ông S nhờ đến phá cửa vào kiểm tra, ông phát hiện ông S và K tử vong trong phòng ngủ, phía trước có vũng máu. Riêng bà P tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50m. Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, nổi lên một đối tượng nghi vấn đó là Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, thường trú xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị PLK, 38 tuổi, là con gái và cũng bị sát hại cùng với cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, Khoa không có mặt tại địa phương. Nắm được thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó có một tổ công tác trong quá trình truy vết đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 69L1-4152, chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1.
Xe này là của gia đình nạn nhân. Hai cán bộ cảnh sát hình sự liền điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Sau khi đến đoạn đường thích hợp, thuận lợi thuộc xã Định Bình, thành phố Cà Mau, hai cán bộ cảnh sát hình sự đã quật ngã và bắt giữ Khoa trong sự ngỡ ngàng của đối tượng này. Tối ngày 4 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Vũ Khoa thừa nhận thực hiện hành vi giết 3 người tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Khoa khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình nên Khoa đã ra tay giết vợ và cha mẹ vợ, sau đó vào phòng của hai ông bà, lấy đi vài chục triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Khoa cho rằng sống ở nhà vợ thường xuyên bị coi thường, la mắng, nên y đã tự tay sát hại cả người vợ đang mang thai của mình cùng gia đình vợ để trả thù, sau đó sẽ tự kết liễu bản thân. Tuy nhiên, cuối cùng Khoa không dám đối diện với cái chết và bị công an thành phố Cà Mau bắt giữ. Sau vụ việc, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ án mạng tại ấp Láng Cùng sớm vượt qua nỗi đau thương, ổn định cuộc sống, nhìn nhận nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh ý định phạm tội, thúc đẩy đối tượng ra tay sát hại vợ cùng gia đình bên ngoài của mình trong hai vụ án trên. Các chuyên gia tội phạm học cho rằng, trong hai vụ án trên, mâu thuẫn tích tụ và bức xúc tâm lý là yếu tố cốt lõi dẫn đến những hành động bạo lực một cách quyết liệt. Trong cả hai trường hợp, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ý định phạm tội có thể xuất phát từ những mâu thuẫn và bức xúc tâm lý bị dồn nén lâu ngày trong mối quan hệ vợ chồng. Những mâu thuẫn này không được giải quyết một cách lành mạnh, dẫn đến việc tích tụ những cảm xúc tiêu cực và cuối cùng phát tác một cách chết người. Trong trường hợp của HVL, việc vợ xin ly hôn có thể đã gây tổn thương nặng nề cho lòng tự trọng của anh ta, đồng thời tạo ra cảm giác bị từ chối và bỏ rơi. Điều này có thể đã làm tăng sự bất mãn và thù địch đối với vợ và gia đình nhà vợ. Tương tự, trong trường hợp của Bùi Vũ Khoa, sự coi thường hoặc dè bỉu từ phía gia đình vợ có thể cũng đã thúc đẩy tâm lý bất chấp tất cả để hành động. Các đặc trưng tâm lý như tính hung hãn, côn đồ, sự coi thường tính mạng người khác, cái tôi hiếu thắng và thái độ khinh nhờn pháp luật cho thấy một nhân cách lệch lạc, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực trong môi trường sống. Các yếu tố như khó khăn kinh tế, văn hóa suy đồi và lối sống thực dụng, ích kỷ có thể đã góp phần vào sự hình thành những đặc điểm tâm lý này. Chính vì thế, tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột một cách lành mạnh và kịp thời, cũng như việc xây dựng một môi trường sống lành mạnh với những giá trị đạo đức và văn hóa tích cực nhằm ngăn chặn những hậu quả đau lòng như vậy là hết sức quan trọng. Chiều 12 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Mặc dù tội danh của bị can Bùi Vũ Khoa đã được cơ quan chức năng Công an tỉnh Cà Mau xác định rõ trong quyết định khởi tố bị can, tuy nhiên, Khoa không khỏi khiến dư luận bức xúc khi sát hại 3 người trong gia đình vợ. Trong đó, có một nạn nhân đang mang thai tháng thứ 8 là chị PLK, vợ bị can Khoa. Trước hết, tại cơ quan công an sau khi bị bắt, Bùi Vũ Khoa đã gây ám ảnh với nụ cười khiến nhiều người gai lạnh sống lưng. Không ai có thể lý giải Khoa cười vì điều gì sau thảm án. Có thể Khoa cười vì biết trước kết cục của một sát nhân sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cũng có thể Khoa cười vì những ấm ức còn đang được giấu kín trong tâm trí bệnh hoạn của một sát nhân đã ấp ủ kế hoạch tàn độc đối với gia đình vợ hờ từ trước đó rất lâu. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11, lợi dụng vợ hờ là chị PLK, 38 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang ở trong phòng riêng nên nghi phạm dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Khoa lấy mền đắp cho người phụ nữ này rồi ra võng nằm suy nghĩ kế hoạch sát hại cha mẹ vợ hờ là ông PVS, 69 tuổi và bà TTG, 68 tuổi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thấy bà G đang dọn dẹp phía sau nhà nên Khoa siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo thi thể đặt xuống vuông tôm cách nhà khoảng 50 mét. Sau đó, Khoa dùng hung khí tấn công làm ông S tử vong rồi lấy đi hàng chục triệu đồng cùng xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Khi có người hỏi về gia đình ông S, Khoa cho hay nạn nhân đã đi du lịch và đưa điện thoại cho nghi phạm sử giúp. Một tuần sau, lúc 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, chị PTV, ngụ thành phố Cà Mau về thăm gia đình tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì phát hiện nhiều dấu hiệu lạ như trong nhà phát ra mùi hôi thối khó chịu, điện thoại cho cha mẹ không ai nhấc máy, chiếc xe Honda của ông PVS cũng không còn ở nhà. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị PTV đã nhờ hàng xóm phá cửa. Sau đó, chị V cùng mọi người phát hiện ông S và con gái đang mang thai là chị K, 38 tuổi, tử vong trong phòng ngủ. Còn bà TTP tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50 mét.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định các nạn nhân tử vong nhiều ngày trước đó. Tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra ghi nhận được thông tin gia đình nạn nhân thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, nổi lên một đối tượng nghi vấn, đó là Bùi Vũ Khoa. Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị PLK, 38 tuổi, là con gái cũng bị giết cùng với cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện sự việc, Khoa không có mặt tại địa phương, mặc dù trước đó có ăn nhậu với nhiều người tại nhà cha mẹ vợ. Từ thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định Bùi Vũ Khoa là nghi phạm chính của vụ thảm án. Ngay lập tức, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nghi phạm. Quá trình truy vết nghi phạm, một tổ công tác đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69L1-4152. Đây là chiếc xe máy của gia đình nạn nhân đang chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Ngay lập tức, các trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Bùi Vũ Khoa khai lý do giết cả gia đình vợ hờ là do hai vợ chồng Khoa không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên xảy ra cự cãi. Mặt khác, Khoa cảm thấy không được nhà vợ tôn trọng nên đã nuôi ý định sát hại cả gia đình cha mẹ vợ. Hiện, vụ thảm án con rể hờ sát hại ba người trong gia đình vợ tại ấp Láng Củm, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau gây rúng động dư luận vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ. Theo dõi vụ án, bước đầu cho thấy nghi phạm Bùi Vũ Khoa và nạn nhân là chị PLK, 38 tuổi, đang mang thai sống cùng nhau như vợ chồng tại nhà bố mẹ vợ. Quá trình sinh sống, Khoa có phát sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thảm án đau lòng, khiến dư luận bàng hoàng. Theo các chuyên gia, tội phạm học, hầu hết các vụ thảm án trong gia đình đều xuất phát từ các mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Những mâu thuẫn này thường âm ỉ thời gian dài nhưng không được giải quyết một cách triệt để. Đến lúc bộc phát, một số người đã mất kiểm soát và sử dụng hành vi bạo lực như nghi phạm Bùi Vũ Khoa trong thảm án trên. Ghê rợn là Khoa ra tay với vợ khi chị này đang trong giai đoạn chờ sinh, tức chỉ còn vài tuần nữa Khoa sẽ chào đón đứa con đầu lòng của y. Bên cạnh đó, thêm nguyên nhân khác là do ảnh hưởng từ môi trường số khi các game bạo lực tràn lan không được kiểm soát. Sự tác động của phim ảnh độc hại cùng với đó là thói quen sử dụng bia, rượu đã thổi bùng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thành những vụ thảm án kinh hoàng. Theo các nhân chứng, trước khi gây ra vụ việc, nghi phạm Khoa đã mời nhiều người đến tổ chức ăn nhậu tại nhà cha mẹ vợ. Mặt khác, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trong khi quan điểm sống của người dân đã có sự thay đổi đặc biệt lớn, cái tôi cá nhân, cái tôi ích kỷ luôn được đặt lên hàng đầu, dù là với những người thân trong gia đình. Minh chứng cho lối sống ích kỷ đó chính là tỷ lệ tan vỡ của các gia đình trong thời gian gần đây đặc biệt cao. Đi cùng với đó là sự gia tăng đáng báo động của tội phạm vị thành niên và nguy hiểm hơn đó chính là những vụ án giết người, thậm chí sát hại nhiều người một cách dã man như các vụ việc gần đây. Trong cuộc sống hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Tùy vào mức độ, hoàn cảnh, mỗi cặp vợ chồng đưa ra cách giải quyết khác nhau. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cả hai cần kịp thời nhận ra những bất đồng và cùng nhau tìm cách giải quyết. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là các thành viên trong gia đình phải gắn kết trên nền tảng xem trọng các giá trị đạo đức, từ đó mới có thể hạn chế những mâu thuẫn phát sinh từ trong gia đình. Trong đó, người lớn phải trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống để con cái học tập và noi theo. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, người trong cuộc phải biết bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu. Bên cạnh đó, công tác hòa giải của các cơ quan, đoàn thể cũng rất quan trọng. Nếu kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu, sẽ góp phần hạn chế những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình như trong vụ thảm án hại ba người trong gia đình nhà vợ tại Cà Mau nói trên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!